chào quý bạn. Ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một mẫu xe với thiết kế đạt đến mức tiệm cận của sự hoàn hảo. Đó chính là Hyundai Tucson. Đây là phiên bản mới nhất 2019 và là phiên bản cao cấp nhất 1.6, phiên bản đặc biệt turbo. Ngay từ phần đầu xe các bạn đã cảm thấy một cái nét thiết kế hiện đại, thời trang, phong cách và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của các nền sản xuất ô tô hiện tại. Các bạn có thể quan sát thấy bộ đèn cực kỳ đẹp với 4 tinh thể LED. Đây là lần đầu tiên mà một mẫu xe phổ thông có mức giá dưới 1 tỷ đồng được áp dụng một kiểu đèn như thế này. Phía dưới chúng ta sẽ có giải đèn LED ban ngày và đèn gầm sương mù. Xe được trang bị đầy đủ hai cảm biến trước và hai cảm biến góc trước. Hyundai Tucson này sở hữu một bộ la răng phay cắt và khi nó di chuyển, nó cảm giác giống như những chiếc lưỡi dao xé gió và hòa quyện vào không khí, mang lại một cái cảm giác thật sự phấn khích. Đây là một bộ la răng với thông số lốp 245R19, 19 inch, phay cắt và được phối màu trắng đen. Rất khó để có thể thực hiện được bộ la răng này. Đây là phần gương chiếu hậu cùng màu thân xe tích hợp LED, xi nhan LED trên gương. Phần tay nắm cửa vẫn như thường lệ. Tay nắm mạ chrome được tích hợp nút bấm mở cửa thông minh đi kèm với chìa khóa thông minh. Ở phần đuôi xe cũng là một nét thiết kế rất đẹp. Tuy nhiên thì ở cái phần đuôi xe này có một điểm để bới lông tìm vết mà chê được, đó chính là cụm ống xả. Cá nhân tôi không thích việc đặt ống xả lệch sang một bên và là hai ống xả kép bên kia. Tôi thích nó được đặt đều sang hai bên, tạo được cái cảm giác thể thao hơn và cân đối hơn khi nhìn từ phía sau. Chắc hẳn đây cũng là điều mà các bạn nhìn thấy. Ở phần đuôi xe này chúng ta cũng được trang bị đầy đủ hai cảm biến lùi, hai cảm biến góc, camera lùi, đèn báo phanh trên cao, anten vây cá mập, hệ thống cốp điện thông minh, chỉ cần cầm chìa khóa đứng cạnh 3 giây cốp sẽ tự động mở. Cùng với đó toàn bộ giải đèn hậu đều là đèn LED 100%. Phiên bản 1.6 turbo, dung tích xi lanh là 1.590 mã lực nhưng cho công suất cực đại lên đến 177 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt lên đến 265 Nm từ 1.500 đến 4.500 vòng trên phút. Chiếc Tucson này sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước và đi kèm hộp số tự động 7 cấp. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái khoang phía sau ra. Đây, cốp điện chúng ta hoàn toàn không phải mất một tí công sức nào, không phải mở bằng cơm, nút bấm thôi, rất nhẹ nhàng là cốp có thể tự động mở được rồi. Mặc dù chỉ là một chiếc crossover 5 chỗ, tuy nhiên thì cốp sau của Hyundai Tucson rất rộng, giúp chúng ta có thể thoải mái để hành lý trong những chuyến đi dài. Ngay phía dưới này chúng ta sẽ có kích lốp dự phòng, bộ dụng cụ sửa chữa. Và lốp dự phòng này có kích thước giống hệt như 4 chiếc lốp tiêu chuẩn theo xe. Ngay tại cái vị trí phía sau này chúng ta cũng được trang bị sẵn đèn chiếu cốp và một cổng sạc 12V để phục vụ cho việc chúng ta lấy điện từ bên trong xe, có thể là bơm lốp sau hoặc là phục vụ chiếu sáng cho những buổi tiệc, những buổi cắm trại. Tổng thể xe rất là hài hòa, thật sự là đẹp và rất hút mắt người nhìn khi mà di chuyển trên phố đông. Trước đây thì Hyundai Tucson được nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó thì chuyển thành lắp ráp từ năm 2017 tới nay. Bây giờ chúng ta sẽ ngó qua một chút về hàng ghế phía sau. Hàng ghế phía sau rất thoải mái, lưng ghế ngả vừa phải và toàn bộ ghế được bọc da. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, cổng sạc 12V cũng được trang bị rất đầy đủ cho hàng ghế này. Và với một cái khoảng cách rộng rãi như kia thì chắc chắn là người ngồi phía sau sẽ rất thoải mái. Chúng ta không có một cái sự tiếp giáp với cái hàng ghế phía trước, đầu gối không bị chạm, trần không bị chạm và do đó dĩ nhiên chúng ta sẽ rất thoải mái. Ở phần tiện nghi của xe thì toàn bộ phần ghế lái sẽ được điều chỉnh điện 10 hướng và ghế còn lại, ghế phụ được chỉnh điện 8 hướng.
một màn hình Tablo 4,2 inch siêu sáng, màn hình giải trí dạng nổi Fly Monitor 8 inch. Đó là những điều mà đập thẳng vào mắt chúng ta ngay khi mà mở cửa xe. Hệ thống giải trí trên xe cũng là một điều hết sức khác biệt khi nó được trang bị hệ thống giải mã Akami Premium Show. Màn hình cũng được tích hợp sẵn Apple Car, Bluetooth AUX, radio MP4. Ngăn làm mát trên xe cũng được trang bị đầy đủ. Cùng với đó, chúng ta sẽ có thêm một số các tiện nghi, ví dụ như chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, 4 cửa sổ đều là chỉnh điện, và gương chiếu hậu cũng được chỉnh điện, cụp điện tự động. Điểm tôi thích nhất trên mẫu xe này đó chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên hơn. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cũng đã được trang bị đầy đủ. 3 chế độ lái bao gồm Comfort, Eco và Sport, đó là những điểm nổi bật trên mẫu Hyundai Tucson này. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị đầy đủ tới 8 cảm biến xung quanh xe, cùng với đó là các hệ thống về phanh như phanh ABS, gương chống chói tự động, tích hợp la bàn, phanh tay điện tử, đi kèm chức năng auto hold giữ phanh, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống phân phối lực phanh điện tử và hệ thống khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, phiên bản mới này còn được tinh chỉnh hơn về phần tử giảm xóc hiệu suất cao ASD, giúp cho chúng ta có một cảm giác êm ái hơn khi vận hành trên những cung đường xóc. Hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống trộm Immobile Laser cũng được trang bị đầy đủ. Ngoài ra, xe còn được trang bị tới 6 túi khí quanh xe. Hiện tại, chiếc Hyundai Tucson phiên bản cao cấp nhất 1.6 Turbo đang được bán ra ở mức 932 triệu đồng. Chi tiết thông tin về khuyến mại và thủ tục trả góp, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline trên video để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.